Cảm ơn quý vị và những làn sóng đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, một chương trình rất đặc biệt trước cái mùa lễ Thanksgiving. Với ý nghĩa đó, với cái tình cảm mà chúng ta muốn cho đi với những người kém may mắn hơn, thì ngày hôm nay trong chương trình Zoom Up, chúng tôi có sự hiện diện của anh Phạm Khanh đến từ hội Trái Tim Yêu Thương, cũng như là hai em đến từ ban thiếu nhi câu lạc bộ nghệ sĩ là Evelyn và Tiana, những khuôn mặt đặc quen thuộc với khán giả qua những chương trình vừa qua. Thì ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Phạm Khanh trong phần đầu của chương trình đã chia sẻ những công việc, một số công việc và cũng như những cái điều cần thiết hội Trái Tim Yêu Thương đang cần sự giúp đỡ của quý vị khắp nơi thế này. Thì giống như anh Phạm Khanh vừa nói, mà cảm ơn lần nữa được chia sẻ cái thông tin về cái hội của anh. Thì đây là quý vị thấy trên màn ảnh cái hội Non-Profit Organization, một hội có tên tiếng Anh là Lovely Heart Mission, Trái Tim Yêu Thương. Thì là sẽ cho những món quà từ mền, túi ngủ, áo khoác, thực phẩm cho những người vô gia cư tại tại Cali, cũng như là những trẻ em mồ côi ở Việt Nam. Thì một nửa quý vị có thể thấy cái số địa chỉ là 9061 ở trên đường Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove. Thì lát ở đây thì chắc chắn anh Phạm Khanh sẽ nhắc lại những thông tin này, cũng như là trang website của họ là Trái Tim Yêu Thương, như quý vị thấy là trái tim yêu thương.org. Đại bản số điện thoại là 714-653-0605. Thì những điều mà chắc là các em thiếu nhi cũng như các em phụ huynh, đôi khi những người lớn hơn nữa cũng có câu hỏi là hàng năm cái năm nào cũng chúng ta thấy cũng đưa đem mền, đem túi ngủ, rồi trong năm nào cũng có cần cái nhu cầu như vậy. Một điều rất là đơn giản mà ngay chúng ta không nghĩ đến, những người vô gia cư họ không có cái điều kiện để mà giặt giũ, để giữ lại những tấm mền đó. Họ dùng hết trong suốt mùa đông cả năm, rồi đến mùa Thanksgiving họ mặc cái tấm mới chứ không phải là bỏ vô máy giặt như chúng ta này đó. Thành ra cái nhu cầu lúc nào cũng cần thiết như vậy, đặc biệt là mùa đông rất là lạnh. Thì có điều gì hai em muốn hỏi chú Phạm Khanh hay không, hay cũng như là chú Phạm Khanh có muốn chia sẻ điều gì nữa không nè? Thôi cho Evelyn hỏi đi. Evelyn. Dạ thì con không có câu hỏi mà con muốn encourage các bạn em quý khán thính giả, even though mình không có nhiều, or if you do have money or the ability to, during Thanksgiving, this is the time to support mọi người mà không có as lucky as we are, and it's a time to give back to your community and to the people who need certain things. So con encourage các bạn and quý khán thính giả to support these people and give back. Ơi, làm cho chú nhớ lại con gái chú ngày xưa cũng làm MC cho Little Sài Gòn TV, rất là lanh lẹ thưa quý vị. Như hình ảnh anh Cao Minh Hưng vừa mới đưa lên màn hình đó, thì thưa quý vị, nếu quý vị đi chợ Sài Gòn City Marketplace, quý vị lúc trả tiền xin quý vị nói số 94 nếu quý vị muốn ủng hộ cho hội từ thiện Trái Tim Yêu Thương của Phạm Khanh. 94. Đi chợ thì vẫn trả giá như vậy thôi, bình thường nó không có gì khác hết. Nhưng mà khi quý vị trả tiền thì nói ủng hộ cho số 94, hoặc là quý vị nói ủng hộ cho hội từ thiện Trái Tim Yêu Thương, thì chợ sẽ trích một phần lợi nhuận để mà đóng góp cho chúng tôi. Sáng dịp thì cũng nói luôn qua về cái cách mà quý vị có thể đóng góp được. Thì có nhiều cách, thưa quý vị. Quý vị có thể dùng Zelle và Venmo hoặc là PayPal hoặc là gửi check cho chúng tôi. Check thì quý vị ghi rất là dễ dàng bằng tiếng Việt thôi. Quý vị chỉ viết check và ghi là gửi cho hội Trái Tim Yêu Thương. Trên check mình cũng ghi là payable hoặc là pay to the order of Trái Tim Yêu Thương. Mình ghi check là Trái Tim Yêu Thương bằng tiếng Việt thôi, thì chúng tôi sẽ pass được hoặc là deposit được cái check đó. Rồi quý vị có thể gửi về địa chỉ là 9061 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove. Có một cái cách mà dễ nhớ cái địa chỉ Phạm Thanh lắm, là quý vị chỉ cần nhớ cái số rồi 9061, 9061. Rồi đường thì đường Garden Grove, mà thành phố cũng Garden Grove luôn. Rất là dễ nhớ phải không thưa quý vị? Chỉ cần nhớ cái số rồi, 9061 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove, 92844. Nhiều quý vị sẽ nhiều khi Phạm Thanh đọc số điện thoại đó không có nhớ kịp á, thì có một cách mà khách hàng chỉ cho Phạm Thanh cái cách mà tìm ra được cái số điện thoại Phạm Khanh rất là dễ dàng. Vào Google và search, vào Google và search là Phạm Khanh địa ốc hoặc là địa ốc Phạm Khanh, không phải mình quảng cáo nhưng mà cái đó khách hàng chỉ cho mình, và Phạm Khanh có làm thử thì đúng. Vào Google search là Phạm Khanh địa ốc hoặc địa ốc Phạm Khanh thì cũng ra được cái số điện thoại. Ở vùng Los Angeles thì quý vị có thể đến đóng trực tiếp tại góp trực tiếp tại nhà hàng Mỹ Hạnh góc đường Gavi và đường Rose Smith, hoặc là phở Phi Lê 2 góc đường Gavi và đường San Gabriel. Ở vùng Orange County thì chúng tôi có rất là nhiều địa điểm để nhận tiền của quý vị.
như là tiệm Hùng Express trong khu vực chợ Hòa Bình, góc đường Westminster và đường Phúc Khắc, hoặc quý vị có thể đến tiệm California Karaoke của chị Ngọc Hiền và anh Quốc Thái. Quý vị cũng có thể đến Bún Nước Lèo Sóc Trăng ngay góc đường Haza và đường Phúc Khắc. Quý vị cũng có thể đến tiệm Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh trong khu chợ T&K, hoặc là quý vị đến hộp xoàn Đại Phát trên lầu 2 Thương Xá Phước Lộc Thọ, hoặc đến trực tiếp văn phòng của Phạm Thanh là 9061 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove, thì chúng tôi sẽ nhận. Và cái điều đặc biệt hơn nữa đó là tất cả những cái sự đóng góp của quý vị đều có receipt, và quý vị có thể dùng cái receipt này để trừ thuế, để khai thuế được. Và thưa quý vị, hình ảnh mà anh Cao Minh Hưng vừa mới lên đó là đưa lên, đó là những thiện nguyện viên đã tặng cho chúng tôi những cái face mask để mà tặng cho những người vô gia cư, như là chị Trúc Chi, chị tặng 200 cái face mask quý vị. Một chị ở tiệm nail ở Tiểu Văn Sa cũng tặng cho chúng tôi một thùng cái face mask, rồi nhiều nữa, rất nhiều quý vị đã đem những cái face mask đó đến văn phòng Phạm Thanh để chúng tôi sẽ dự định là có 5.000 cái face mask tặng cho những người vô gia cư trong dịp này. Rất là ý nghĩa, và chúng tôi biết là các em cũng như là các phụ huynh trong thời gian vừa qua cũng cũng tự ngồi cũng cắt vải rồi may may những cái mask như vậy, thì là một công việc làm rất có ý nghĩa. Mọi người chung tay góp sức với nhau để công việc này. Rất tiếc là thời lượng chương trình chúng ta không còn nhiều nữa. Ngày hôm nay một lần cảm ơn anh Phạm Khanh đến để chia sẻ, qua đó thì các em có thể hiểu thêm về những công việc ý nghĩa mà không riêng gì anh Phạm Khanh mà rất là nhiều tổ chức trong cộng đồng chúng ta đã thực hiện, đã và đang thực hiện trong cái mùa lễ Thanksgiving này, cũng như là những ngày lễ Giáng sinh sắp tới, để mang lại chút ấm áp, những niềm tin yêu từ những trái tim yêu thương như là hội của anh Phạm Khanh. Thì đến đây thì chúng ta phải chia tay với quý vị khán giả, thì trước hết thì mời anh Phạm Khanh có lời chúng ta kết thúc chương trình ở đây thôi. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ cho hội trái tim yêu thương của Phạm Khanh hàng năm để mà đem những cái tấm chăn mền ấm áp đến cho những người vô gia cư. Cái điều cuối cùng mà chúng tôi muốn quý vị hãy tưởng tượng một cái cảnh như thế này: trời rất là lạnh, chúng ta ở trong nhà có máy sưởi, ra xe cũng có máy sưởi, trong khi những người vô gia cư phải sống 3 4 tháng trời ở ngoài đường, không hề có những cái phương tiện như vậy, rất là lạnh lẽo, cô đơn, không gia đình, không người thân. Nghĩ tới những điều đó thì chúng ta cùng chung tay để mà mang đến một cái sự ấm áp cho họ, để mà họ có thể vượt qua được cái mùa đông lạnh giá này, đặc biệt là trong cái mùa Covid-19 cũng đang diễn ra rất là phức tạp. 714-653-0605, chỉ 12 đồng một cái mền mà thôi. Xin quý vị ủng hộ cho hội trái tim yêu thương. Xin cảm ơn Cảm ơn Hưng, cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lúc nãy giờ mình không hết giờ, chứ nếu mà mình nói chú Phạm Khanh hát một vài bài là thế nào khán giả cũng gọi vào phải không hay hay Không con lần có. sau đi lần sau mình nói chú Phạm Khanh sẽ hát vài bài để về những người thương, tấm lòng của người để thương đến những người vô gia cư. Ok rồi, bây giờ Evelyn và Tiana mà hay con gửi lời, chúng ta chia tay với vị khán giả đây đây. Dạ, con xin chào tạm biệt quý khán thính giả, và con chào thầy Hưng, và cảm ơn chú Phạm Khanh share your experience with us, and I encourage or I support the program, and I hope my family của mình probably sẽ donate to this program, and I hope everyone over Thanksgiving or Christmas, if you can't donate to this program, to at least try to do something for other people, because that's what helps the most in our community. Thank you, Tim. Dạ, con chào tạm biệt quý khán thính giả đang xem Đài Little Sài Gòn TV. Con cảm ơn thầy Hưng và con cảm ơn chú Phạm Khanh. And to everyone out there, con xin quý khán thính giả và các bạn ủng hộ the Lovely Heart Mission, even if you don't have a lot to give during Thanksgiving, especially the COVID-19, it's making everything more difficult. Even when mình ở nhà mình phải học, it changes our whole lives. So for different families, đi này còn khó hơn nữa. So I encourage you to support these people. Rất là dễ thương. Cảm ơn Evelyn, cảm ơn Tiana. Cái thứ thì cho đây thì tôi cũng phép được tạm chia tay quý vị khán giả chương trình Zoom Up ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mong quý vị một lần nữa tiếp tay ủng hộ cho hội trái tim yêu thương của anh Phạm Khanh. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình Zoom Up tuần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị.